Nếu bà con đang muốn tìm một bàn mixer nằm trong phân khúc bình dân mà có thể sử dụng được đa không gian cũng như là có đầy đủ tính năng reverb, echo, delay thì đây là sự lựa chọn hợp lý nhất đối với con mixer Yamaha 30 bản Pro. Nếu nằm trong phân khúc bình dân thì chưa có dòng mixer nào có thể vượt qua được con mixer Yamaha 30 bản Pro này. Chúng ta có thể kết nối được đa không gian cũng như là kết nối được tất cả mọi dạng âm thanh từ không gian, sân khấu, sự kiện ngoài trời, nhạc sống, đám cưới, hát với nhau cho đến karaoke gia đình đều rất hay luôn. Nó có hai ngõ ra, đường ra main, đường ra sub và 100 chế độ reverb, echo, delay của nó cực kỳ đẳng cấp luôn. Mixer Yamaha 10 bản Pro là một bàn trộn âm thanh chuyên nghiệp, nó giúp cho bà con chúng ta có thể cân chỉnh độ dày độ mỏng cho tiếng hát cũng như là độ dày độ mỏng cho tiếng nhạc và giúp cho chúng ta cân bằng giữa tiếng nhạc và tiếng hát một cách chuyên nghiệp nhất. Dạ vâng, bà con nào quan tâm đến dòng mixer Yamaha 10 bản Pro bản 2024 này thì vui lòng liên hệ số hotline phía trước màn hình để nhân viên bên em tư vấn cho mình rõ hơn nha.